Green Life. Tòa tháp là tổ hợp căn hộ cao cấp, văn phòng hiện đại, tiện nghi và đẳng cấp. Tất cả được tạo nên từ tiện ích hệ thống trường học, khách sạn, câu lạc bộ, trung tâm thương mại, văn phòng, ngân hàng, hồ bơi 4 mùa, phòng chăm sóc thẩm mỹ sang trọng, phòng tập thể dục với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, phòng sinh hoạt cộng đồng. Green Life được thiết kế đặc biệt để tôn lên màu xanh của thiên nhiên, đất trời, là biểu tượng của một đô thị xanh, sạch, với hệ thống thảm thực vật phong phú, hồ nước tự nhiên lớn mang đến bầu không khí trong lành, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên. Hạ tầng xã hội hoàn chỉnh sẵn có, mạng lưới chợ, siêu thị, sân thể thao, trường mầm non và trường học chất lượng cao. Bên cạnh đó, hệ thống hồ nước, công viên xanh với đường dạo ven hồ, môi trường sống lý tưởng cho trẻ em và người cao tuổi. Trên cùng của khối nhà là các căn hộ penthouse sang trọng, một kiểu villa treo. Những căn hộ này được bao quanh bởi các vườn treo. Điều này càng làm tăng thêm sự sinh động và các mảng xanh cho công trình. Green Life có số lượng căn hộ lớn, đa dạng về thiết kế, với 3 mẫu penthouse có diện tích từ 181,9m² đến 396,5m² và 6 mẫu standard có diện tích từ 92,9m² đến 149,5m² sẽ đáp ứng mọi nhu cầu về căn hộ của cư dân. Green Life Tower, sự lựa chọn lý tưởng cho cuộc sống tiện nghi, sẽ hiện thực hóa mọi ước mơ của bạn về một môi trường sống lý tưởng, tiện nghi và đẳng cấp. Hãy trở thành cư dân của Green Life để tận hưởng cuộc sống ý nghĩa trong một môi trường sống trong lành. Green Life Tower.